Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến channel sửa chữa Bình Thịnh nha. Hôm nay là còn một con iPhone X ca này nó cũng nhiều tâm tư lắm nên là thôi mình chia sẻ nói một chút với anh em. Rồi, máy này anh bạn này anh khách quen anh sửa bên mình nhiều máy lắm rồi. Anh gửi cái cây này vào trước khi gửi anh cũng nói chung là dặn dò, anh cũng truyền đạt rất là nhiều, mình cũng hiểu ra phần nào cái vấn đề của anh. Máy này anh mua mới từ đầu đập hộp iPhone X 20 mấy triệu cách đây mấy năm về trước anh em. Đó thì anh em cũng biết cái đó thì anh em cũng biết là một cái iPhone X mà thời đến thời điểm giờ mà mấy năm đập hộp mua mới từ đầu thì cái nguồn gốc máy này của ảnh cũng rất là tốt đó anh em. Đó, nhưng mà quá trình ảnh xài thì ảnh thấy pin nó chai. Tất nhiên rồi, đến thời điểm này cách đây 2-3 năm thì mình đã thay pin hàng loạt cho iPhone X luôn rồi, chứ đừng nói tới bây giờ thì ảnh đi thay pin. Ở đây là mình dựa vào những cái lời ảnh nói thì thay pin xong thì về xài xong nó mất nguồn. Đó, mất nguồn thì đem qua cái nơi bán cũng là cái nơi sửa máy cho ảnh thì người ta báo phải làm thêm cái gì đó mấy trăm ngàn nữa, rồi cuối cùng về xài cũng không được, mấy bữa sau lại chết nguồn tiếp, thì lúc này anh bắt đầu anh có cái sự lo lắng rồi đó, nên ảnh mới thu hồi cái máy về anh gửi vô cho mình. Và khi mà anh gửi thì ảnh kỳ vọng ở đây rất là lớn về cái vấn đề dữ liệu, ảnh mong muốn sửa để lấy lại được cái dữ liệu hàng hóa rồi gì đó của ảnh đó. Mà theo như những cái điều mà mình được nghe anh kể thì thật sự là mình thấy trong lòng cũng không có yên tâm về cái tình trạng máy nữa rồi nè. Khi mà sửa tới sửa lui kiểu như vậy khả năng là xấu rất là cao. Và khi mà mình nhận thì đúng thật là nó rất xấu, tình trạng nó rất xấu luôn nè. Rồi Thịnh để ở đây là cái iPhone X đó và để cho anh em nhìn thấy bên trái cái máy đã lên rồi nhưng mà không còn dữ liệu gì hết. Nói chung không đạt được như cái mong muốn của ảnh, chỉ đạt được một nửa thôi là có cái máy để xài tiếp thôi đó, nhưng mà nó cũng không có trọn vẹn. Thứ hai bên đây chính là cái mainboard. Cái mainboard này là của cái máy này đây anh em, máy này Thịnh đã gỡ ra phải thay main luôn. Main thì mình đang có sẵn một cái bộ main nên mình tính được cho ảnh một cái mức giá mềm mại dễ dàng để cho ảnh thay thế, anh có máy anh sử dụng, nhưng vấn đề dữ liệu thì không cứu được. Rồi tại sao nó lại trầm trọng đến như vậy? Cái máy này, cái mainboard này bên trong đã sửa rất nhiều, sửa rất nhiều và mình dùng cái từ là hơi nát anh nè, nói thẳng luôn là hơi nát đó, nên là không cứu được nữa. Cái main này Thịnh cũng cố gắng lắm rồi nhưng mà nó bó tay hoàn toàn. Về cái mặt dữ liệu cũng không khai thác gì được trong đây luôn. Tại sao? Vì dấu hiệu ổ cứng này đã được thay đó, CPU đã được đóng đó, những cái này nó dẫn đến cái việc mà cứu dữ liệu là bất khả thi. Thì mình cũng không rõ ban đầu tình trạng như thế nào, nhưng mà theo như lời anh khách này nói thì Thịnh nghĩ là không thể nào mà trầm trọng đến mức độ này. Mình không có phải là phản ánh chia chắc bất kỳ một cái đơn vị sửa chữa nào, nhưng mà ở đây mình đứng ở cái góc độ về kỹ thuật và nói về cái quyền lợi của khách hàng thôi đó. Bất kỳ một đơn vị sửa nào cũng muốn sửa cái máy ok hoàn chỉnh để mà giao cho khách, trừ khi dân lừa đảo bịp bợm lục đồ này nọ thôi, chứ đã đứng ra mở cái một cửa hàng sửa chữa là ai cũng muốn sửa để có cái thành công cho khách hết và khách có một cái thiết bị xài ok đó. Nhưng mà tại sao lại như vậy, tại sao nó sẽ diễn tiến đến mức độ vậy? Bởi vì ngày nay sửa một cái máy nó không phải là cái vấn đề đơn giản. Ở đây Thịnh dùng cái từ nhiều khi chúng ta lực bất tòng tâm nữa nè, chúng ta muốn như vậy nhưng mà cái chuyên môn chúng ta không tới, cái tay nghề chúng ta chưa tới thì chúng ta làm cũng được đó. Nhưng mà bản thân nhiều khi chúng ta cũng không biết là chúng ta đang đi sai hướng nữa, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta phải làm thế này không được, rồi chúng ta phải làm thế kia đó, và cuối cùng chúng ta nghĩ là rồi thôi cái này nó hư nặng rồi đó. Nhưng mà thật sự nhiều khi một người thợ mà dày dặn kinh nghiệm chinh chiến ngay từ đầu tiên người ta làm nó đã lên đó. Và thật sự đối với những cái máy nguồn gốc tốt full zin như thế này mà nói không có vô nước không có gì hết mà phải là hư nặng nề thế này thì hiếm lắm nè, trước giờ Thịnh chưa bao giờ gặp. Đa số là phải cứu được, gần như là 99% là phải cứu được luôn, chứ nó không thể nào đau to búa lớn như thế này đó. Giờ có hai tình huống, anh này ảnh quá xui ảnh rớt vô 1% đó, hay là cái tình huống thứ hai đó là chúng ta sửa không tới, chúng ta làm một hồi nó hành nát cái main luôn đó, thì cái tình huống thứ hai cái xác suất nó ra cao hơn rất là nhiều. 100 người mà anh em dính vô người duy nhất bị xui đó thì cũng nói thiệt chứ anh em cũng hiếm lắm đó. Còn cái khả năng còn lại là cao, rất cao, bởi vì mình làm rất nhiều. Ngày hôm nay như Thịnh đã nói rồi, những cái vấn đề mà sửa chữa, nhất là một cái máy mất nguồn đó, người thợ thường có xu hướng là làm rất là gọi là làm tới luôn. Ví dụ như nhận một cái máy nó còn nguồn mà nó lỗi một cái tính năng gì đó thì người ta làm, người ta có cái độ nương tay, người ta
người ta sợ nó hư, nhiều khi lỡ loay hoay làm một hồi nó mất nguồn phải đền thì sao đó, nên người ta làm có cái sự nương tay, có cái sự sợ ở đây. Còn nhận một cái máy mất nguồn thì rất là dễ, gặp anh em nào mà em yêu khoa học nữa là chơi tới luôn, được thì lấy tiền, không được trả mất nguồn, đâu có mất cái gì đó. Đó là tâm lý thông thường của những người thợ, nên là nhưng mà ở đây cái người mất chính là khách hàng của chúng ta ha. Đó, nhiều khi người ta rất là cần dữ liệu mà lại không cứu được, nó đáng tiếc là ở cái chỗ đó. Đó, nên là qua những cái clip này mình không bài xích một ai, không chỉ trích một người thợ nào, nhưng mà chỉ là ở đây chúng ta nói về cái tư duy chúng ta cần suy nghĩ khi mà chúng ta làm một cái gì, nhất là những cái ban bệnh quan trọng như thế này. Rồi, cảm ơn anh em. Máy này tôi làm lên, khách có máy để xài nhưng mà mình cũng không có hoàn thiện được cái vấn đề dữ liệu như khách mong muốn. Đó, đi được một nửa chặng đường thôi, máy này nó cũng tới đây là hết mức có thể rồi, khi mà nó quá nát như thế này. Rồi, hẹn gặp lại anh em video clip kế tiếp. Anh em nào cần tư vấn giải đáp cứ liên hệ trực tiếp, thông tin mình sẽ để bên dưới ha. Bye bye anh em.